Chào cả nhà nha. Ai thấy được chấm chấm bài giùm em. Nay em lai tối. Lên lai xíu. Cái mạng bị lắc quá hay sao không ta? Có thấy rõ không cả nhà ơi? Thấy được bài chấm thì em nha. Dạo này nó hay ẩn comment với lại nhà em nó tối quá. Chấm chấm nha trẻ nhà ơi. Lên linh tinh đủ thứ nha. Trời ơi, áo ren áo kiểu áo gì quá trời luôn nha. Rồi đầu tiên lên con tập màu hồng size XL nha. Màu hồng nè, rất là đẹp. Size XL nè, cho mấy chị 60-65kg nha. Quá đẹp luôn nè. Rồi em sale con này 35k, 35k lên mã hồng. 60-65kg. Em này đang skin, size này size size này size L luôn nha, size L luôn nè. 35k lên mã số 2. Đẹp quá mới tinh nha. Em kiểu này không mút nè, size này là size size SM đều vừa nha. Áo kiểu nè, mặc kiểu kiểu chơi chơi. 20k. Áo kiểu nha, 20k lên mã hoa. Tiếp tục em họa tiết size S nữa nè. Họa tiết size S nha. Hai lớp không mút. Hiệu hiệu shop gì nè, hiệu này nè. Rồi em này 20k luôn nha. Lên mã họa tiết. Chấm chấm bài cả nhà ơi, có thấy em không? Em size S nè. Hoa. Hoa 20 ok chị. Này size SM nhỏ nha, ngực 84 đổ về, không cái này size S thôi. Size S nè. 30k lên mã hai lớp. Tùng Lâm Vũ Hoàng 20k. Hôm nay nhà em nó tối tối thì mắt em nó cũng mờ mờ sao. Màu em xanh không mút size M. Xanh không mút size M nha. Chất co giãn nè. 30k lên mã xanh. Rồi con này size M có mút nè. Mới luôn nè, 20k lên mã đen. Này màu em size M không mút. Mà cái này nó bị dơ dơ ở trên đây nè. Size M em này không mút nha, nó bị dơ dơ, ML bon chen. Rồi em sale nó 15k đi. Dơ dơ quý vị về giặt nha. Không mút. 15k lên mã xanh lá. Em size M nè, 20k lên mã viền cam. Màu em ML bon chen. ML bon chen, cái này gần như rớp tớp luôn nè. Em này 25k lên mã viền viền xanh. Xanh lá 15k. Nó bị dơ dơ xíu rồi dày nhặt hay chị. Cái này không mút nha chị. Mặc giống được cũng được. Rồi em tiếp nè. Xanh lá hết rồi, mèo la ơi size S nè. Size S có mút nha, kiểu dễ thương nè. 20k luôn, đi lên mã S nha. Em này S
CF luôn nha, ngược 83 đổ về hiệu của New Balance luôn nè. 25k luôn đi, lên mã NB nha. Em mút liền nè. Mút liền này size M. Mút liền size M nè. 25k lên mã đen. Một em mút liền size M nữa nè. Rồi sao có khóa luôn nha. 30k lên mã mút liền. Áo su nữa nha quý vị, 15k lên mã su size S. Con ren nè, con ren mút rời, con ren cũng đẹp nè. Ren cũng đẹp nha, size S nè, 20k. Lên mã S đi. Sexy này nó là lưới nha. Lưới ở trong nó là lỗ lỗ nè. 20k size S. Em này size M nè. 25k lên mã xám. Hello chị Hạnh. Một em S nữa nè. 20k lên mã viền cam. Size M dây có mút. Size M dây có mút. 25k lên mã tím. Có ai xem áo su áo ren gì không cả nhà? Con này là siêu phẩm luôn nè, nhưng mà nó bị chóc chữ nha. Về nhà mình lấy cái đồ mình cắt cái chữ nó ra, xem mờ nè, mút liền nè nha. Không phải cắt mà là cạo nó ra, ngâm nó ra được luôn nha. Xem mờ mút liền nè. Đó, về nhà mấy chị cạo nha, 20k luôn lên mã hiệu đi. Rồi thêm em Fila này nó làm cái dây nó bị tưa nè. Đó, quý vị về gỡ bỏ luôn cái dây này, có cái dây áo ngực gì gắn vô cũng được nha. Đó, em để cho cả nhà 10k Fila luôn nha. Size SM nhỏ, 10k lên mã Fila. Tiếp tục lên một em trắng sexy nè. Size M. Trắng sexy size M nè. Dễ thương lắm luôn nha. Dây ngoài sau nè. Đó, 25k lên mã dây trắng. Em này không mút size M nè, hiệu Danskin luôn nha. Không mút size M hiệu luôn nè, lên mã sọc. Rồi sao nè, mới tin. Cái này em lên kia ta. À. Size XL nữa nha. XL nè. Hai lớp không mút. Rồi em này 25k lên mã trắng hiệu luôn nha. Rồi em hiệu đưa cái gì nè. Kalenji mút liền nè. Size này LXL bon chen, ngực tầm 94 đổ về nha. Ngực 94 đổ về. 35k luôn nè. Lên mã cam cho em đi. Tiếp tục một em đen là size M nè. Đó, có mút đầy đủ mới tinh luôn. 20k lên mã đen. Mấy chế có lấy ren gì không? Ren. Một em cam nè. Size M nha. Size M nè, 25k lên mã cam. Mới lắm nha. Có mút luôn. Cái này của bé. Tiếp tục một em đen size M hiệu Champion nè, 20k lên mã cham. Con này size L mút liền hiệu luôn, nhưng mà nó bị ấp màu nè. Có 2X. Có 2X bạn bao la. Trời ơi, 2X là cưng. Size này LXL nha. Nó bị ấp màu nè cả nhà, về ngâm giặt hiệu luôn nè. Em để 10k nha, lên mã hiệu size LXL bon chen nha. Này chưa giặt mới khui nó còn. Đấy. Rồi em tập hai lớp nè. Cái này nó sao ta? Ngược hay gì vậy? À. Có 2XL nha bạn. Size này size M lớn, L nhỏ bon chen nè, hai lớp nè. Đẹp luôn, 25k lên mã hai lớp. Đây lên cho bạn con 2X nè, 35k hiệu Danskin có mút nha. Mới tin nè. Lên mã 2X nha. Đây một em size XL nữa nè, cái này mặc được hai mặt luôn nha. Ngực này tầm 100 đổ về nha. Mặc màu hồng, màu cam, màu xám gì cũng được, rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? 50k. Lên mã hai mặt. Tiếp tục một em này 2X nữa nè.
1X, 2X bon chen nha. Con này còn mới, còn tác luôn nè. Hiệu Champion này mới luôn nha. Đó, 65k lên mã hiệu nha, mới luôn. Còn 2X một lớp nữa nè. Đúng rồi, 110 cái 2X vừa đó bạn. 2X một lớp nè. Cái này nó co giãn nha, nhưng mà nó có một lớp thôi. 10k là lên mã một lớp. 110, 120 bao la. Tại vì nó đây nó đánh 3X luôn. Chất này là chất, nè nó để 3X nè, thấy không? Nhưng mà này là chất dệt nên là nó co giãn nhiều. Nhìn thì nó không bự lắm nhưng mà căng ra nó rất là lớn. Đó, cái này ngược tầm 101, 102 được luôn nha. Đẹp chưa? 25k lên mã 3X đi. Mì xúc xích chi con? Một em hồng nè. Có quần nha, quần lên sau. Em hồng size ML bon chen nha, chất co giãn có mút nè, 25k lên mã hồng. Ờ, đang chút xíu ba về ba dẫn cho. Đây size XL nè, kiểu là sexy. Ok, 2X 35. Cái hiệu đó xịn quá trời đó, không lấy bạn. Hiệu Yến Trần Linh. À, cái gì đó, cái hiệu mới luôn đó. Hiệu mới luôn, xịn sò. Rồi size L nè, trong nó có ren ren nè, thấy không? Sexy nha. Size L XL bon chen, chất co giãn nè. Đó, ngực này tầm 100, 105 luôn nha. Quá đẹp luôn. Rồi em này 30k nha, lên mã sexy đi. Kiếm cho bạn mấy ít nó cũng nhiều lắm. Đây một em này cũng 2X nè, chất co giãn có mút nè, lên mã hồng nha. Cái màu hồng nhạt nè, 25k. Xem là cái 2X đó hả? Cái 2X ra 5k, trời hiệu luôn, xịn sò có mút nè. Ngực này tầm 100, 101 được nha. Đó. Còn em có riêng một cái bao 2X, 3X kìa. Mấy chế size nhỏ đợi em xíu nha. Em like size lớn cái này khác. Lâu lâu mới có khách mà hàng của em thấy ít nó nhiều quá. Thấy ít bao la nhưng mà còn là siêu phẩm không? Chết rồi. Bạn lấy hàng dệt hay hàng siêu phẩm đây? Siêu phẩm nè. Đó, nhưng mà cái này cúp D nha, cúp D nè, to cỡ này nè. Hiệu anh Avia luôn nè, mới tinh luôn nha. Mút liền luôn là 50k lên mã hiệu đen. Đó, cái này ngực 101, 102 cũng được mà cúp D 40D nha. Đây một em này co giãn tốt đẹp nè. 101, 102 cũng được nha. Xịn luôn nha. Hiệu Danskin luôn nè, 40k lên mã sọc nè. Đó, hiệu xuất sắc. Gì chứ 2X, 3X nhà em đầy, mấy Mỹ nó bự lắm. Hiệu Danskin màu hồng nè, đẹp chưa. Đó, 50k lên mã hồng nè. Lên 3 cái nữa rồi em qua mấy cái size nhỏ lại cho mấy chế nha. 2X hiệu Danskin nè, mút liền nè. Mút liền này cúp C nha. Đẹp, 40k. Đó, hiệu Adidas cũng có luôn nè. Adidas nè, ngực 101, 102 cũng được luôn nha. Đó. Rồi em này 40 luôn. Lên cái này co giãn nè. Ngực 101, 102 nè, chân ngực dài nè. Cái này mặc được hai mặt luôn nha, nhưng mà mặt trong này nó dơ rồi dày giặt nha bạn. Hai mặt luôn, 45k lên mã hai mặt. Rồi, size lớn đợi em xíu, em quay qua size nhỏ. Thấy like mà không thấy tương tác. Một em size L nè, LXL cho bon chen là một lớp. Sọc đẹp ghê chưa. Đó, 20k lên mã sọc. Tiếp tục em này, size M nè. Em này không mút,
Em này không mốt nha. Adidas đen nãy nhiêu? 45 không ta? 45. Chấm chấm bài đi cả nhà. Comment nó ẩn quá. Cũng chậm nữa. Rồi cái mã xanh này 25 nha. Mã xanh 25. Quần 80kg hả? Rồi đợi chút xíu. Đó, một em size M nè, đẹp quá luôn. Size M nhỏ nha. Rồi em này mới khui đẹp xuất sắc luôn nha. Cái này không mút nè. Đẹp quá, cái này siêu phẩm bán không được luôn ha nha. 30k thôi. 30k lên mã đẹp đi nha. Này size S nè, hiệu Binh. Nâng ngực. Mút nâng nha, hiệu Binh nha. 30k lên mã Binh đi. Em kiểu nữa nè. Kiểu này hai lớp không mút. Ê quên, có mút nha. Ôi siêu phẩm luôn. Ôi xịn dữ vậy ta. Có mút nha. Size M nè. Đẹp chưa? 40k lên mã hoa đi. Hoa văn nè. Có mút nha. Tiếp một em chuẩn tập nè. Size M nha. Có mút. Mới lắm luôn, 35k lên mã xám nè. Cái này like chưa ta? Like rồi. Tiếp tục em này hình như là 2X nữa nè bạn. Cúp C nè, ổ kênh cúp D nè. Cúp D, nếu mà ngực cúp D thì ngực 101 cũng được luôn nha. Hiệu Champion nè, mút liền nè. 50k lên mã hiệu nha. Đẹp. Đây một em size M hiệu Cham, cái này không mút nè. Đó, em sale 20 luôn nha. Này đẹp lên mã dây. Tiếp tục một em size M. Size M không mút nè. Bữa nay là em bị xả tù mà em không dám like bằng trang cá nhân luôn. Để cho im im ngày hai ngày lên mã xám đi mới tin luôn. 30k thôi. Không dám like bằng trang cá nhân luôn. Lên mã xám. Bạn ơi, bạn 2X lấy cho đủ đơn giùm mình nha. Đấy, rồi, em tiếp lấy cho đủ đơn nha. Chứ mà đang like là nhảy qua size lớn là mất view, tuột view hết. Mà em sexy có mút nè, chéo chéo nè, đẹp chưa? Size M nha. Này hiệu gì nhỏ 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 nè. Đó. Rồi em này 25k luôn, lên mã tím nha. 25k. Tiếp con Nike size S nè. Nike này bể tem rồi nha. Nike bể tem sale 25 luôn nè. Size S M nhỏ không mút. 25k lên mã tím. Rồi một em này size L nè. Size L nha. Tím trước 25 đúng không? Ok Hạnh Nguyễn. Rồi cái này size ML nha. Đây. Cái mút mỏng ở trong nè, ở trên là ren. Đó, mút mỏng ở trên là ren, sexy đẹp nha. 30k lên mã đen. Hạnh Nguyễn 25 nè. Đây hiệu nữa nè, hiệu Dunkin này 2X nữa nè bạn. Ngực 105, 101 được nè. Tím Nike M. Cái đó SM nha em. Đây 105, 101 cũng được nha. Lên mã cái này. Cái này đen đen, cái này 25k luôn đi. 25k lên mã. Mã sọc đi. 25 của Phụng Nguyễn. Cái này nó mới lắm mà nó bể tem thôi, về mình cạo bỏ tem cũng được. Ok ok, thì chị cứ báo vậy đó. Ôi, một em sexy nè, trời ơi, tín đồ sexy của tôi đâu rồi. Size M nha, không mút nè.
CM01 nè, 20k, đẹp quá luôn. Có gì? Có áo ren, áo đồ nữa nha cả nhà. Rồi mua em có khóa nè. Có mút luôn. Lông gà, lông vịt gì trong đây. Như em để ngược rồi. Không mút rồi. Đây, khóa không mút size M nha. 20k luôn đi. Lên mã khóa. Hiệu Avia nè. Rồi sau có khóa nè. Tiếp tục một em cham size L nha. Lên mã cham 20 luôn. Đây XL lớn nè. Em này coi có mút không nha. Thì đa số hàng em khui nó không mút. Rồi em này 2X luôn nè nha bạn. 2X mà không mút nha. Mới tin luôn, 25k. 25k lên mã 2X đi. Mới lắm. Em này có mút nè, size ML bon chen nè, 20 lên mã sọc. Mà em đẹp luôn. Ôi chất nó như nhung. Chất này nó là nhung nhung nha. Coi có mút không biết. Chất nó là như nhung á. Đó. Đó nó nhung nhung á. Rồi em này size M nha. Ôi chất như nhung vậy, 25k lên mã chữ V. Ôi 25k con này mới lắm luôn rồi bạn. Tại vì hàng khui cái hàng Mỹ này nó không có không mút nhiều quá nên em sale. Chứ toàn là hiệu không á. Đây, tín đồ sexy CM một lớp nè. Ôi. Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn hốt đi em. Đẹp quá luôn em ơi. Một lớp CM nè. Ôi sexy lắm nha, 20k nữa nè. Có quần tí xíu nha. 20k nè, lên mã da đi. Trời ơi, mới khui toàn là lạ không nè, 2X nữa nè bạn. Xanh lá nè, cái này mặc được hai mặt nha, không mút. Mặc được hai mặt luôn, 2X nè, ngực 101, 102 cũng được nha, coi giãn tốt. Nói chung tầm 105 tới 102 đi. Hiệu Dan Skin mặc hai lớp luôn nè. Đó. 40k lên mã hiệu nha. Một em này một lớp size M nè, 10k. 10k lên mã đen. Size L hiệu Cham nè. Cham mới tinh luôn. LXL bon chen. Rồi em này 30k lên mã hiệu. Em kiểu nè. Có mút. Cho mút sao. Cái này là yếm luôn nè. Đẹp chưa? Này kiểu yếm nha. Có mút lát cho sao. Size M 35k. 35k lên mã lưới đi. Đẹp. Hiệu Asics size M lớn, L nhỏ bon chen, ngực 85-90. Chất mịn hiện như là da vậy. Nha, cái này nó hiệu xịn luôn mà nó bể tem, em sale 20 nè. Lên mã ghi. Một em crop top nè nha. Crop top này nó có chỗ để mút nè. Nó có cái trong là để mình để mút nha. Nó vậy nè. Đó, mình thích thì mình nhét cái mút vô. Ủa nhưng mà nó là ngoài sau hay ngoài trước ta? Ngoài sau hay ngoài trước? Nó ngoài sau. Ngoài trước thì nó không có cái lỗ. Thôi em cứ lên đi, chất đẹp lắm. Này như áo kiểu nha. Chất giống giống như là chất quần jean skinny gì đó. Size này tầm size LXL bon chen nha. Mặc thành crop top, đẹp lắm nè. 30k lên mã crop top đi. Của em sexy mà nó dính màu xíu nè. Size M nha, mới lắm luôn mà tại do ép kiện nó lem màu thôi. Size M 15k. Do ép kiện lem màu lên mã da đi. Em mới khui em chưa có giặt. Da. Em size M hoa hòe. Bông bi. Size M nhỏ nha. M nhỏ nè. Ngực 84 đổ về nè. 25k lên mã hoa. Crop top size M nữa nè. Crop top size M nè. Không bị lem màu tí xíu nè. 15k lên mã crop nha. Một em màu hồng nè. Hồng có mút. Em này nó làm giống như nai vậy đó. Size M nha. Đẹp lắm luôn. Này mới. 35k lên mã hồng.
chấm chấm bài đi mấy chế. Ui rồi, màu em một lớp nè, lớp lớp lại nào, 15k phải không ta? Cái 15 phải không chị Tùng Lâm Vũ Hoàng ơi? Cái đâu phải cái đen đâu, không đây, size SM đều vừa nha. Cái này một lớp, hiệu đang skin luôn nha, 10k lên mã một lớp. Một em hai lớp nè, size M nè, 20k nè, lên mã đen, quá đẹp. Một em size XL, XL bon chen có mút nha, LXL bon chen hiệu Avia là 35k lên mã ghi. Nike size S nè, Nike này bể tem nè, đó mới tin luôn mà nó bể tem size S nha, bể tí xíu đây thôi, 30k lên mã mã Nike hiệu Âu. Âu size M có mút, Âu size M có mút nè, 30k lên mã trắng hiệu xịn không nha cả nhà ơi. Con này lại màu hồng đẹp quá, lại bị lem màu nè, size M nha, 15k, 15k lên mã màu đi, sexy nữa nè, size M nè. Wow, mới tin nha, 35k lên mã trắng. Mấy con này là em lượt qua siêu phẩm em bán cũng được 45k. Trắng 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 nè, cho bạn 2x mấy con nữa nè. Ai mua Victor không? Nay ép ngực 90 không vừa em ơi. Hồng của Hạnh Nguyễn nè, 15. Size S đâu ngực 90 được, size S ngực 80 đổ về, 81 là giữ nha. Size LML thì mới ngực 90 nha. À, của Hạnh Nguyễn nãy đâu ta? Hạnh Nguyễn nãy có cái gì hả? Cái màu tím dục đâu rồi trời, cái vỏ Hạnh Nguyễn đây em viết nè, ship bạn ở đâu em viết to nha, này nó để nè, xịn lắm luôn, size 36D nha, ai vừa thì lấy nha. Cái này cái chân ngực thì nhỏ mà cái cúp thì to thì ok đẹp nha. Đó, ngực 90, 91 cũng được, nhưng mà cái cúp phải cúp C, cúp D. 50k thôi, xịn sò. 50k lên mã mã đỏ đô. Cái gì con ơi, nói mẹ đâu có nghe, mẹ đây. Ngay thành phố thì ship 25k, ở huyện thì 30k. Rồi cái này cũng 2x nha, 45k lên mã xám nè, viết 34C không không biết nữa em, ren thôi chứ không ngực không có. 45k mã xám, trời ơi toàn hiệu không, hiệu xịn sò, 2x toàn hiệu không nè bạn ơi. Đây 2x, 3x bon chen luôn, Avia nè, đẹp chưa đó, xe to nè, mới tin luôn à. Xe to em xéo này 50 luôn đi nha, lên mã 50 đi. Còn gì nữa mà không chốt? Ren có, ren trời ơi, ren chiếc này cũng nhiều hiệu không? Xe ML, ML bon chen hiệu Champion là 30k lên mã cam, mới lắm nha. Một em SM nhỏ sexy nè, 20k lên mã dây. Hồi còn 50, quá xuất sắc luôn các bạn ơi, mới lắm luôn. Tại gì em quên chiếc 60, tại vì cái hàng này người size to người ta mặc ít hay sao. Rồi một em size M nè, size M nha, 20 luôn đi, lên mã M. Viết to, viết nhỏ, viết đỏ, viết hồng. Một em size M khóa phía sau nè, 20k ML bon chen lên mã khóa. Một em ML nữa nè, hiệu chữ X nè, hiệu Mỹ nè, size M lớn nha, ngực 85-90 mặc cũng được, 85-90 cũng được hiệu nè, 35k lên mã hiệu nha. Hàng này em chưa có lọc đó, còn hiệu không. Đây một em hiệu nữa nè, size M này không mút, cái hiệu BGC gì nè, size M không mút nha,
Rồi cái này trắng tinh luôn, 30k lên mã trắng luôn nè. Màu em cham size M01 nữa nè. Quá đẹp luôn, 30k lên mã xanh. Đây, sexy đây. Sexy size M nha. Đó, 35k lên mã dây nhỏ. Mới lắm. Một kiểu nữa nè, hiệu luôn. Hiệu size này size M. Size M nè. 35k lên mã hiệu. Xanh 30 của Hạnh Nguyễn. Đẹp. Đẹp lắm tình yêu ơi. Cái này mình mới khui. Mà mình chưa có lọc nè, mua em nay đẹp ghê chưa? Đứt tem tí xíu. Áo nhỏ đẹp. Trời, áo lớn nhìn còn đẹp hơn. Đây, nứt tem tí xíu thôi nha. Đó. Size này nó đánh size L mà mình nghĩ tầm M thôi nha. L không vừa đâu. Đẹp chưa? Không mút nha. 30k lên mã nai. Hiệu nữa nè. Ủa cái này lên chưa? Lên rồi. Đây, màu trắng hiệu cham size M không mút nè. Ủa quên size S chứ. Size S nha, không mút ngược 80 đổ về thôi. 20k lên mã S đi. Đây đây, 2x nữa nè bạn. 1x 2x bon chen nè. Không mút nha, 20k thôi. 20k nè. 1x 2x bon chen lên mã chéo nha, 20 thôi. Nai nè. 30, nai hồng màu ngọt ghê ha. Mà cái tem đó nó nứt xíu chứ tem lưng còn nguyên. Chuyến này em cùi nai dữ lắm. Nai alo. Có gì nữa? Có gì nữa nè? Lonagen. Rồi size M nè, sexy hai lớp không mút nha, rất là đẹp luôn. Mấy chị về mấy chị cắt nhét mút mặt rất là xinh, khách em mặc em thấy ôi đẹp dữ lắm luôn. Có 20k thôi lên mã đen. Chịu khó về cắt nhét mút. Đây này cũng 20k nha, size M nè. Lưới lưới đồ hiệu không lên mã hiệu đi. XL nè bạn, XL 2X nè. 1X 2X nè. Này nó đánh mấy ít lận. Này nó để 46. Cái này 2X nha. Không mút nè, khóa cài phía trước là 20k thôi. 20k nha, hai lớp. Lên mã 2X đi. Ôi beo nè, beo size M nè. Cái này một lớp. Beo size M nha. Một lớp này em sale 20 luôn nha, lên mã beo. M lớn, size M lớn. Đẹp quá, beo. Em sexy size M nè, cổ chữ V sexy sâu. Size M nha, có mút nè, 30k. Lên mã da, sexy lắm. Cái khúc sexy nè. Size S nè. Ôi size S đẹp chưa? 15k thôi. 15k lên mã dây. Đây một em size L nữa nè. Size L nha, mút liền hiệu Champion nè. Mới tinh luôn, 30k lên mã mút liền. Mút liền 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 liền. Em S sexy nè, 20 lên mã da. Quá đẹp. Dưới đây là gì đây? Đây này. Size to nè. Nè, 2X nè bạn. 2X nha. Rồi em này 30k lên mã sọc size S. 30k lên mã sọc size S cả đống nãy giờ đó. Một em hiệu cham nè, size S. Cái này hiệu hiệu gì á? Size S không SM nhỏ không mút nha. Ôi đẹp, 25k thôi lên mã hồng. Size M, size M. Gì con? Ừ? Ê, ba về kìa. Con không ăn, ba về kìa, ba la. Đây, cái này một lớp nè. Một lớp 10k thôi, ML bon chen lên mã da. Ba về đi kìa. Cô em hiệu cham nè. M lớn L nhỏ nha. M lớn L nhỏ mới tinh luôn. 35k lên mã tím nha. Nãy giờ nó không chịu ăn cơm.
Mẫu em size M là 20k lên mã trắng. Nè S nè em ơi, hiệu Daisy gì nè, có mốt nha, S sexy nè. Ủa sáng thấy cục pin 4 cái. Đẹp lắm luôn, 25k lên mã da đi, size S. Quá đẹp. Quần quần để tí xíu đi bạn. Quần size đó có mấy cái. Mình lên vài cái áo nữa qua quần lớn, tại vì like size lớn là mất view hết à. Mẫu em size M sexy nè, 15k lên mã sọc. Hiệu Âu Navy nè, size M luôn nha, 20k lên mã hiệu đi. Áo gì nè cả nhà, size L đó. Cái điều khiển đâu? Cái điều khiển đâu, đằng đó đó, giờ mình coi. Cái này áo mặc ấy nè, size LXL nè. Cái này là cái áo con coi dưới đất ấy, chứ đâu mà ở đâu mà ở đằng cái đó. Size LXL có cái cung nè, 25k. Con mua gì đi. 25k lên mã áo. Một lớp size L. Size LXL không có ở đây. Size LXL 10k thôi lên mã xanh. Không, Adidas cái này không có. Cái điều khiển con coi ở đâu, đằng cái đống đồ đằng đó hồi nãy hồi chưa mẹ. Size XL nha, 10k thôi chưa, lúc mà sẽ khui cái đống đồ mà đem dẹp á. 10k này lên mã XL. Size M nè, Champion nha. Đừng có sóc lên, con dòm sơ là con thấy rồi, vô chỗ cái nó không có biết kiếm đồ trời. Size M nè, hiệu Cham nha, 30k lên mã tím. Size L nè, ren lưới rất là đẹp, 15k lên mã lưới. Trời ơi, kiếm đồ quá. Nhai không mà mở cái cánh cửa ra coi coi, rồi rồi dở cái đó ra coi coi. Đồ thì để tùm lum tùm la, còn mỗi lần kiếm là không bao giờ biết kiếm. Mà mỗi lần kiếm là phải đài mẹ không à. Lúc chiều gương mặt khác là có thấy cái đen đen á, mình có kiếm vòng vòng ngoài coi, hay là cái bạn này đó nó che lên không. Cái lúc người ta làm thì toàn đó là kiếm đồ không à, không có ở trong cái đống đồ đó đâu. Kiếm ngoài khúc ngoài này đi. Dễ sợ luôn cái kiếm. Có quần đùi cạp cao, không có quần đùi cạp cao, quần đùi bình thường. Rồi màu xanh nè, size L nha, một lớp nè. Thấy cái này là toàn hiệu không, nó 10k thôi lên mã xanh. Đen đen bỏ ra bớt. Đây 2x nè, mút liền nè. 2x mút liền nè. Như tờ báo sexy. Rồi cái này nó bị sức cái dụ cái chỉ nè. Ai lấy mình tặng nha, cái này 2x nha. Ai lấy tặng nha, lên mã tặng đi. 2x nha. Ai vừa thì tặng. Một em chuẩn tập size M nè, có mút màu đen. 30k lên mã tập. Rất là mới. Em hiệu Cham size ML nè. Size ML nha. 20k lên mã Cham. Champion. Size S nè. Em S sexy nè. Tặng cho Hạnh Thu. Size S nha. Có mút nè, 25k lên mã S. Tặng Hạnh Thu. Mùa em hiệu nữa là size M nha, cái này một lớp. Hôm nay lên tối rồi. Nay cua về nên là trễ quá lên tối. Size M nè, một lớp hai lớp của em nhiều lắm nè. Size M nha, 20k lên mã M đi.
một lớp hiệu nữa nè, size M luôn nè, 10k đi lên mã tím. Hồi lúc mà hồi mẹ dẹp dẹp rác là mẹ thấy hình như nó đâu đây nè, một em pin size M mút nâng nè, nâng luôn nha. Có dòm ra ngoài sân cho có ngoài không? Hồi em này 30k đi lên mã nâng đi, tím 10k của Mỹ Uyên. Để nguyên bộ đó cho anh nhỏ. Cho ai mà đụng đâu, còn khui đồ đem dục đồ bỏ đồ là thấy đây nè. Rồi đừng cấp có lo nho vô đây nữa nha. Ủa cái con này à, siêu phẩm tới đâu rồi đây, xe S nè, xe S M nhỏ nha, màu đen nè, hôm nay có siêu phẩm. Siêu phẩm hả? Siêu phẩm bữa sau chị mới like, hôm nay like ren đồ, ren nhiều lắm nha, là lên ren. SM nhỏ là 20k đi lên mã đen. Ren quá trời luôn. Ren hiệu binh đồ nhiều lắm. Size L nha, có mút nè. Không, siêu phẩm like bữa khác, có view cao cao mới like siêu phẩm được. Size M nha, rồi 20k lên mã ghi nè. Phẩm rồi phải nhét mút đồ này kia nữa. Mã ghi đây em này, size M nè, một lớp dày lắm, ML bon chen có khóa nè, 10k lên mã khóa đi. Em sexy size M có mút nè, ML luôn nha, ML nè, đẹp ML nha, 25k lên mã xám. Của em màu đen, size này tầm size size LXL bon chen, L lớn XL nhỏ, ngực 96 đổ về nha, lên mã đen đi 20. Tiếp tục một em L nữa nè, một lớp nè, 20k luôn nha, lên mã hồng. Lên ren nha cả nhà. À có con này, bữa siêu phẩm mà nó bị lủng đây xíu rồi. Ai lấy em tặng nha, lấy mút ra nha cả nhà, size SM nha, lên mã yếm đi tặng. Đây một em hiệu nè, hiệu này siêu phẩm nè, size M hiệu iBody nè, mới lắm luôn, 40k thôi nè, vô siêu phẩm là nó 60 đó. Hiệu nè 40k lên mã xanh nha, size M. Size M đó, hiệu Reebok nè, yếm tặng cho Nga Lê. Yếm nè, nãy vô con thấy, nãy con thấy luôn. Nga Lê, nhớ ai có đơn inbox giùm cho em nha, ngày mai mới chốt nha cả nhà. Ai có đơn nhớ inbox. Rồi em tiếp cái này là hiệu Cham mút liền mỏng, size M. Đó, size M nha. Rồi lên mã trắng đi 30k. Quá đẹp. Xong đóng cửa giùm mẹ con còn quá. Reebok size M nè, có mút nha. Reebok size M có mút nè, 35k lên mã đen. Đây một em hiệu Danskin nè, Reebok đó, size M em ơi, size S nè, SM nhỏ ha nha, SM nhỏ là đẹp chưa, 40k lên mã loan. Đen size M đó em, vừa không, 35k xe M nha. Zen đi bùi bùi giờ là bùi nè, bùi quên lộn viết lộn. Mã
sexy nè mấy chị ơi. Size XS nha, nhưng mà S vừa được 80 đổ về nó coi vậy. Tại vì nãy giờ nó ngủ, xu kêu xuống ăn cơm nó không ăn, nó kêu để chút xíu nó tự ăn. Đó, được 80 đổ về, ren đẹp lắm luôn nha, mới luôn. 25k lên mã đỏ nè. Em S hiệu Charm nè. S dây nha. S dây nha, 35k lên mã dây. Loan 40. Đây, hiệu Âu luôn, size M nha. Mà sao nè. Hiệu Âu size M 35k luôn. 35k lên mã mã chữ V đi. Dây 35. Lấy ren không cả nhà, em lên ren cho. Bạn 2x 3x gì có ấy không? Nè, ren size lớn nè. Ren 2x 3x gì nè. Sầu ơi đẹp chưa, 20k. 20k nha. Lên mã ren size 2x 3x gì đó. Để sen sen vô bạn ơi. Nó tập sexy size S nè. Đẹp chưa? 25k lên mã dây. Ren size L nè. Mới tinh nha. Rồi 25k lên mã hồng size L nha. Áo ống 5k lên mã dài. Tiếp tục một em ống nè, kiểu nè. Size M, ML, M thôi, này AL cũng được tại này nó rút nè. 10k lên mã họa tiết nha. Một em kiểu nữa nè. Một lớp size M, mặc như áo ngực cũng được luôn nha. 10k nè, lên mã đen. Đèn đen đen. Charm nè cả nhà, đẹp. 30k mã tiết cho Meola. 30k size L nha, lên mã Charm. 10k cho Meola. Cái này nó có chỗ nhấc mút nữa, rất là đẹp luôn. 10k. Rồi Mỹ Uyên sao rồi em? Size L nè, trời ơi mới tinh, mới lắm luôn nha. Để 25k luôn, em quay clip lên bán 35 á, lên mã ghi nha. Size L. Một em áo ống mà có mút. Size L luôn nha, 10k. 10k lên mã ống. Để tiếp tục áp tập ha. À, bạn 2x còn xem không bạn ơi? Còn xem thì mình lên cho 2x. Còn không mình dạt 2x ra bên đây. 2x nè, 10k luôn đi, lên mã đen nha. Của em xanh là size M là 20k lên mã xanh. Sexy. Này nè. Này Kurana màu xanh chuối này một đống luôn. Này size M này nó bị bể tem thôi nha. Đó. Chứ nó rất là mới, size S chứ. Size S thôi nha. Size S thôi, ngực 80 đổ về thôi nha, 25k. 25k lên mã xanh lá. Đen 10k. Đây một em size M mới tinh luôn, sexy nè. 20k, có mút luôn nha. Lên mã da. Mới lắm. Size XL nè. XL nha. 10k lên mã XL đi. 25 Mỹ Uyên. Nãy Mỹ Uyên có cái gì trên đây đó. Nãy em có cái dây sexy đó. Đó em đâu có kêu nữa rồi. Đây kiểu nữa nè. 10k nha. Cái này là nó cột ngoài trước. Size M luôn. Đó 10k lên mã ống.
một em S. S là 20k lên mã dây. S nó không mút ha. Cái này có mút nè. Có mút size M. Có cái tím. Ừ, chị nhớ rồi mà không biết chị dục đâu. Có mút size M nè, 25k lên mã trắng đi. Em lên sen một mớ ren nha. Ren quá trời dễ thương. Một em áo ống ren nè, size FM đều được nha, 5k. 5k lên mã số 5. Áo ren size XL nè. Đỏ đẹp ghê chưa. 25k lên mã đỏ nè. Em ren size M nè. Hiệu này đẹp xuất sắc luôn. Ren size M nha. 25k lên mã dài đi, cái này dài nè. Đó, cái gì đây? Cái này giống như áo đi biển. Áo bơi gì nè, 10k lên mã bơi nha. Cục trên, cục dưới. Size này tầm size S á. Dài, dung nguyễn. 25. Ok. Hôm qua chị chưa có gửi nha, để chị gửi. 25 gửi chung. Một nãy cái áo tím của em chị dục nó mất rồi. Áo ống nữa nè, bơi của bánh rán dài hả, dài chắc nó ẩn comment em không thấy của chị luôn. Size M nha, trời đẹp ghê không. 5k lên mã tím, bơi của bánh rán, bơi vừa em bao nhiêu cũng vừa chứ, cột dây mà. Bánh rán 10k. Bây giờ hết chỗ để rổ. Kiểu nữa nè, kiểu xem M nha, không có chỗ nhét mút, có không ta? Không. 25k lên mã hoa. Chị bấm một hồi. À. Chắc nó ẩn comment đó chị. Còn mà ren còn nhiều lắm. Để em lên cho. Này áo ống 5k lên mã ống đi. Hoa của Dung Nguyễn nè, 25 nè. Một lớp nè, 10k lên mã trắng. Rồi cái cúp nè đẹp ghê chưa, 10k size M nha. Hiểu luôn nè. Size M nè. Lên mã 10, mới lắm. Rồi tiếp tục một em M nè, rất là mới, không S thôi. S nha. Cái này không mút nè. Không mút nha, 20k thôi. 20k lên mã đẹp đi. Này đẹp quá. SM nhỏ. Có áo ai nhảy à? Cái gì nè? Mua bụng. Có mút. Ai mua bụng hốt liền dùm cho em. Đẹp chưa? 30k. Lên mẹ mã mua bụng đi. Tiếp tục nè. À, cái đó cái áo F21 nha. Hiệu F21 là 25k. Lên mã F21. Tự đi đâu mẹ lấy chứ đi gì. Size M nè. À. Size M rất là đẹp nha, 25k thôi. Nghe rồi, lên mã tím. Làm phân tâm. Đây, size M nữa nè. Đó. Size M nè. Nó làm giống như mai này nâng nâng luôn nha. Đó, 25k lên mã đen nha. Tím của Dung Nguyễn nè. Mố bụng cưng ghê. À, một con yếm này xuất sắc nè mấy chế ơi.
này nó cột làm sao, chéo chéo làm sao vậy nè. Nó hiệu luôn nha. Hiệu Ariel. Rồi em này 40k nha. Quá đẹp. 40k lên mã yếm dùm cho em xem mờ hiệu nha. Cái này nó cột ngoài sao vậy nè. Chéo chéo chéo. Yếm của Kim Kiều Nguyễn này. Yếm Kim Kiều Nguyễn 40k sexy nha tình yêu. Đó, em hết chỗ để rồi. Ôi 2x nè mấy chế ơi, 2x. Áo ren 2x nè. Yếm hết rồi mấy tình yêu ơi, áo ren 2x nè, có mút luôn nha, 25k lên mã 2x. Con dán yếm nữa nè. Yếm ren 25k. 25k lên mã M cho em đi nha. M nè. Đúng rồi. Yếm có mút nha. Yếm có mút luôn. Cái này lên mã M nha, 25. Rồi xong, khoan để cho một số tập. Cái này có mút luôn nè. Size M nè. Size M có mút nè, 25k. M của bánh rán nè. Bữa nay chuyên nghiệp quá, có luôn cái sọt. Trời, ngày nào chị cũng có sọt mà, tại vì bình thường gái nó làm để sọt bên kia. À, nãy nói gì ta, bánh rán xem mờ kiểu yếm đúng không, bánh rán nãy có cái áo bơi đâu rồi trời, để qua đó đi. Một em có mút nè, mờ hết rồi tình yêu ơi. Rớp tớp có tay hả? Không có cái set đó của chị sao ẩn rồi. À, chị sao bánh rán nha, của chị sao bánh rán rồi. Cái này lên mã mút cho em đi, cột dây đồ nữa nè. Nó chữ ít mà sao nha, lên mã mút cho em xem mờ nè. Một em cái này cũng có chỗ nhét mút nha, có chỗ nhét mút luôn nha. Đó, xem mờ luôn. Lên mã số 2 nha. Sexy S có của mút này của Angelina Hồ nè, 25. Lâu lắm mới thấy Angelina Hồ lấy lại nè. Mút của Hồ trước rồi nha. Em lên vài cái nữa, em qua áo tập cho bạn kia. Cái này cũng có chỗ nhét mút luôn nha. Mấy chị về mấy chị nhét mút giùm em nha, size M luôn nha. Lên mã đen 25k, đẹp. Ren nè, nhìn đi, ren rất là đẹp. Số 2 là của Dung Nguyễn. Số 2, ok. Dung Nguyễn. Cái này mã gì quên rồi, ren hả? Cái này mã đen hả? Tùng Lâm Vũ Hoàng. Lên ít áo tập nha. Hiệu Cham CM không mút nè. Lên quần, sorry. Đen hết rồi em. Đen có người lấy rồi, phải không? Đúng rồi. Đây, áo tập size M hiệu Cham nha. Con này rất là xịn sò ở trong nè. Đó. Cái này chữ này là nó thêu luôn nha. Đó, để cho cả nhà 35k thôi. 35k lên mã sọc. Một em nai size XL nè. Mới tinh luôn nha, không mút. 60k lên mã nai. Cái đó chắc ngày mai mới like cái siêu phẩm quá. Vui mới có nửa kiện, còn cất nửa kiện nhưng mà ra đồ cũng ok. Có quần alo với gì lulu size XL nè, mút liền. Không, cái này XL luôn nha, hiệu Champion nè. Rất là đẹp. 40k lên mã Cham. Ủa, con nai này báo giá chưa 60k nha. Size XL.
Em này một lớp là 10k thôi, size M nha, hiệu đang skin luôn á. Lên mã sọc. Ồ vậy hả? Nó tự động rồi. Hiệu Cham luôn nè. Size M nha. 30k lên mã Cham. Size XL nè. Có set có set mới nè. Có set mới nè, bán rẻ luôn nè, size XL 2X bon chen, size này bự nè. Này 30k đi lên mã trắng. Có set mới nè mấy chị ơi, mấy chị ơi. Set này Quảng Châu là bây giờ là em đi. Em ăn rồi. Nè. Áo rớp tớp nha, áo rớp tớp. Size M nha. Đó, 180k. Không có size S rồi mấy tình yêu ơi. 180k nha, cái mẫu ngoại đẹp lắm mà đưa vô nè. Đưa cận cái nó ra màu khác. Thấy không? 180k lên mã mới đi, có hai cái. Size M nha. Áo rớp tớp. Đây thì thanh lý của shop. Chứ ở đó ngoài bán 200 mấy. Ngoài một em size M nè, bông hoa. 25k lên mã hoa. Em chắc gân gân nè, size S nha. Gân gân nè, 20 lên mã S. Một em áo tập ren nữa, size S nè, 20k lên mã dây. Đây. Nó chế hay lấy một lớp là 10k thôi. Hiệu đang skin size SM đều vừa nha. Lên mã hồng. Cái yếm này size L nè. Yếm này size L, cái này. Này em sale 20 nha. Lên mã L đi. Nãy giờ không có ai lấy size L nha. Size SM 5k lên mã đen. Này quăng đi. Lên vài cái ren nữa rồi qua cho bạn size to, mấy cái quần size to nha. Ren chiếc này nè. Hàng hiệu Binh nè. Hiệu Binh size M nha. Em này 35k. 35k cho em mã hoa nha. Ren size S. Chị màu đỏ có 25k này, S nó ít S nhưng mà S vừa nha. Trời, đầu tiên nè. Có một con nãy đâu dục đâu rồi chị. Hoa nè, Tùng Lâm Vũ Hoàng 35. Có cái S nha. Để hồi qua. Em hiệu nữa nào. Này hiệu là xịn sò luôn nè. Cái này nó đúng là của Victor luôn nha. Nãy nó cắt cái tác rồi. Em nhìn là em biết. Xe M nha. Sexy chưa. Đó. Em này 45k nha. Size SM đều vừa. Cài trước nè. Lên mã số 5. Em hiệu Ariel size M nè. Size M nha. Con này rất là mới luôn á, 25k. Lên mã tím. Rồi ren này size M nè, số 5 của Angela Hồ. Này là xịn lắm em ơi, ngoài nhìn ngoài mướt tay lắm. Nãy em có cái mút không Anjuna Hồ ơi, nãy em có cái mút đúng không em. Size này size M nha, 20k lên mã bi. Size L nè, size L 20k lên mã đen L. Em Nhung nè. Ôi, Nhung đẹp chưa. Size SM nhỏ thôi nha. SM 20k. 20k lên mã Nhung đi. Một em hiệu SO nè, 5k. 5k lên mã ren. Ren L 20, ok. 20. Hôm qua mấy con quần tập size to cho bạn. Em quần tập size to em còn xem không em. Một em ren này cũng đẹp lắm nè.
kiểu dáng dài nè, size nó để XS nhưng mà tầm S nha. Ren 5K đánh ren này nó đánh XS nhưng mà tầm S nha, dài đẹp chưa. 25K lên mã cam, ống 5K lên mã lỗ đi. Ok em có đi, để lên cho bạn size to này mấy cái quần nha. Size to khó bán, khó có nguồn xem. Quần ống suông được không? Cái mông này một, quên cái eo này 115 luôn nè. Không, 100. Đấy, thấy đâu rồi. Mông này tầm 101 nha. 101 đổ về nè, 50k. 50k. 50k nha. Lên mã sọc nè. Có mấy cái này em ơi, nữa. Khuôn cái mới thì chưa có lọc ra nên không biết có sai lớn mà. Mình đưa mấy cái kia chỉ eo tầm 90 thôi. Kiếm cũng ra cái hồi like thì nó xuất hiện hoài à. Còn một em hiểu anh hiểu gì á, hiểu NB, hiểu NB cái này dài nè. Quần sọ không có, quần sọ lên hai con quần size S không có quần sọt nè. Cái này mà eo này tầm 100 nha, eo 100 nè, quần dài luôn nha, 60k lên mã dài. Quần sọt to quá không có size rồi, có size XL mà XL là XL nhỏ à, XL nhỏ nè, size S nè bạn. Có quần lỡ hả, chị cũng không nhớ có size không, nữa tôi lấy ra đại. Size S nha, hiệu hiệu này nè, 100k nha, lên mã 100 đi. Cho em xem gì. À cái màu đỏ hả? Cái mùi dài sầm sập kia đây. Eo tầm nhiêu ta, hồi nãy em kia eo 115 còn xem không biết. Đây. Em này tầm 100-110 nè. Quần lỡ nè, có túi ngoài sau luôn nè. Nó 50k nè. 50k lên mã túi đi nha. Đây đây đây. Đó, cha cái quần này ống suông nè. Này quần này tầm 110-115 100 đến 110 đi, 100 đến 110 hiệu là B nè. Nãy có này về có cắt được không chị? Có em. Hiệu luôn nha, 60k mã hiệu nè. Tại nãy có bạn hỏi 110. Đây nè, đây nè. Ủa không phải, cái màu hồng hả? À màu đỏ nè. 25k ren mới tinh nè. Mã túi. Túi 50. Ok, là Yến Linh thời đầu tiên có mấy cái ấy đúng không? Ủa Thanh Tâm khác hả? Cũng Yến Linh 50. Lấy thêm cái NB đó luôn đi em, hiệu xịn luôn, 60k. Cái này, cái đó không có mút rồi. Cái này không có mút nha. Ren sexy không có mút. Chị lấy em cái mã túi rồi, lấy túi rồi nha. Lấy thêm cái NB đó đi, lấy thêm cái hơi nhỏ hơn xíu để chừng hao khi nào mà ốm ốm lại mặt chừng hao. Này còn con đen nè, eo ơi, eo này 95 đổ về nè, 40k thôi nè, 40k nha. Rồi chắc còn nhiêu đó to thôi em. Không lấy áo to hả? Vậy là coi tiếp đi, coi áo tiếp đi. Áo mút thì lấy cái khác. Đây đây, cái này cái gì nè? Áo ghi lê. Áo ghi lê nè.
Hiệu gì nè? Áo ghi lê 20k nha. 20k lên mã ghi lê đi. Cái áo không nặng. Ừ. Một áo ống rất là đẹp luôn nè. Lấy cái NB không? À cái 40 ha. Size S nha, lên mã sọc đi. Đẹp quá. Cái 40 là ok nè. Để chịu hao khi mà mình ốm lại mình mặc. Cái nào chị qua ngày, chắc ngày mai quá. 3X nè, trời ơi, ai 2X 3X còn xem không? Nó mới 30k nè. 2X 3X lên mã trắng. Ren em móc qua đây chưa cả nhà? Trời ơi nè, của ấy Hạnh Nguyễn cái màu tím nè, tự nhiên cái dục qua đây. Cái gì con? Nãy Hạnh Nguyễn có cái gì nữa ta? Có cái màu xanh. Đừng chi phối vậy mẹ, yên xíu anh Hạnh Nguyễn. Đây đây. Áo phông hả? Áo phông có áo phông. Áo phông hết rồi. Cũ mẹ đâu? Không biết nè, không biết. Size L nè. Size L ren nha, 20k lên mã xanh. Lên mã xanh nha. Ống 5k lên mã đen. Con này yếm nè, cài sau. Áo có áo này size L mà sợ em không vừa quá. 20k yếm này size S nha. Lên mã yếm. Chế ơi, con này size lớn nữa rồi. Size XL nữa nè. Thôi em này rách rồi. Rách rồi, dùng. Ai áo ống hiệu Bin này nha. Đẹp. 10k lên mã hoa. Của em sọc size M nè, dài luôn nha. Cái này không có chỗ nhét mút. 5k lên mã sọc. Cái này size M nữa là yếm nha. 20k lên mã trắng. Hoa của Thủy Nhiêu Lan. Size này size L. Size L. À cái này nó dính dính rồi. Ai lấy bấm mã màu đi em tặng nha. Đây một em Bin rồi. Không. Hiệu gì á? Con này cũng đẹp quá. Trắng cho bánh rán. Đây đây, đẹp quá luôn nha. 20k luôn nè, lên mã dây. Trắng nãy chị nói nhiêu em? 25 đúng không? Bánh rán. 25. Màu tặng. Đây, M nữa nha. Ủa, cái này L. Cái này L lên mã ghi nha, 25k. À 20 ha em. Cái này lên mã dây 20 nha. Rồi một em Bin nữa nè. Xịn sò nhưng mà nó bị lem màu nha, 10k. Size M nè. Lên mã Bin nha. Có ông ngực 105 có nãy có cái gì đó. Áo ống nè. 5k lên mã ren. Nãy cái kia chắc không tới đâu. Bin 10k. Ok. Đây đây một em xịn nè. Bin Victor nha. Size M nè. Đẹp không? Đó. 20k thôi. 20k lên mã đẹp đi. Tiếp tục Victor nữa nè. Bin Victor nữa nè. Size gì? Size M. Bin Victor size M lên mã M đi nha. 10k. Đẹp nha, lê 20.
đẹp hết, đẹp hết. Đây một em size M nữa nè. Cái này có chỗ nhét mốt nè, chị M của Thủy Mêu La. Ủa bạn Kim Kim Kiều Nguyễn, cái này có chỗ nhét mút nè, 20. Lên mã đỏ nha. Có khe nhét mút. Ôi cái này size XL, 2XL. Cái size S nãy đỏ đó. 1X 2X nha, 5K lên mã lỗ đi. Size L nữa nè. Size L nha. Lên mã 5K. Đỏ 20 nè. Không chốt. Kim Kiều Nguyễn không chốt. Bên đó có mút đó. Ôi một em mút liền size M mà beo beo nè. Đỏ đó size S. Đỏ size S gì cho Kim Kiều Nguyễn nha. Kim Kiều Nguyễn. Hồi nãy có cái ren. Kim Kiều Nguyễn này có cái yếm đâu ta? Đây. Lỗ 5K nè. Của Hạnh Thu nè. Rồi mút liền xem ML bon chen nha, beo luôn á. Nó đánh M nha, nhưng mà thấy này form L cũng được nha. 10K lên mã beo. Một em ren nữa nè, 5K lên mã ren xem M. Đây con này cũng có mút nha. Size M luôn. 5K lên mã trắng. Có rồi, lấy cái chai cái yến rồi. Em này cũng hiệu binh này nha. Cái này là màu ghi nha. Để coi nó đánh size gì. Size S. Size S cái này nó màu ghi nha. Đó, 20K thôi. Lên mã ghi đi. Size S nha. Mút ren đẹp rồi đây. Một em size M nè. Đẹp chưa? 25K lên mã tím nè. Có con nào ngực 105 không? Em lấy nốt. Ủa hồi nãy cái nào em? Cái ren á hả? Áo ren nãy nó. Ủa hình như là em hồi đầu tiên là ai tên gì trời? Yến Nhi, Yến Trần nãy, Yến Trần Linh, Dung Nguyễn tím. Khác hả? Cái này là của Angelina. Nè em, này được không? 25K nè. Ngực 105. Cái này cũng hiệu nha, có mút nè. Wow, size S có chỗ nhét mút nha. 25K lên mã xanh. Này có chỗ nhét mút nè. Size M nè. Size M 25K. Cái này cũng có chỗ nhét mút nè. Lên mã M. Em lấy ha. 25K nè. Còn đó à, lỡ em không đủ đơn. Bữa nay là ren. Có nhiều thứ mà. Cái này 25. À không đủ đơn giữ cho. Có gì đâu. Mối mà trắng rồi nha. M M là nè. M 25 bánh rán. À, để lỡ còn mấy con ren em lên hết đi rồi qua hóa tập nha. Ren khúc dưới này toàn hiểu luôn mà. Yếm nè. Size này size XL. Yếm size XL nha. M xanh cho bạn bánh rán rồi. Yếm size XL nè. 25K lên mã yếm. Sợ con trắng có treo. Cái trắng có treo là cái nào? Cái này hả em? Cái 20 đúng không? Ok nha. 25K lên mã XL nè. Này là cũng hiểu size M nè. Nó còn nguyên tem luôn nè. Size M nha. 25K lên mã da. Con binh nè em ơi. Ô Victor nè em ơi. Victor
Size S sao to vậy? Cái này ta nó đánh S nhưng mà tầm M nha. Con này mới không tì vết luôn nè. Đánh S nhưng mà tầm M nha. Rất là mới. Victor xịn nè. Nghe chưa, em này 55k nha. 100k là đi đơn được rồi em. Kim Kiều Nguyễn lấy xanh. Xanh nào? Kim Kiều Nguyễn ơi, xanh yếm có người lấy rồi. Lấy xanh này á hả? Xanh này cũng có chỗ nhét mút này nha. Lấy cái này thì ok nha. 50k này lên lên mã hiệu đi nha. Ôi con này chất xịn sò nè cả nhà ơi. Nãy nói nhiêu, 55 hay 50 trời. Thấy không? Này nó chất như là dây thun. Lên mã hiệu. Này áo ống nè. Hiệu của Kim Kiều Nguyễn nè. 50. Đẹp lắm, xuất sắc. Có mấy bạn hay hỏi Victor mà không có chịu vô săn like đợi úp mài không? Rồi 2X nè, bi 5K. 5K. Săn hiệu đâu có, không chịu săn mà đỡ vài lỗ nè, size S nha. SM 5K. Thôi khỏi like cái này đi. Đây đây. Size XL 2X bon chen nè. Không, XL thôi nè. Đẹp chưa? Size XL nha. 2X cũng bon chen luôn, ngực 105 cũng được nha. 25k lên mã tím. Một em sexy, size này tầm size L. Có chỗ nhét mút. Có chỗ nhét mút luôn nha, size L nha. Size đại hả? À nãy chị like cho bạn kia em không có coi à. Áo gì em? Áo ấy nha, áo ra nha. Size XL nè, trời đẹp quá luôn. Xe là XL nha, 25k thôi, lên mã XL đi. Sao mấy chị xe lớn ít thấy nha. Quá xuất sắc, ai lấy cái vằn này không, 5k, trời ơi đẹp quá, lên mã vằn. Tiếp tục em yếm nè, xe S nè. Yếm S nè, 25k lên mã yếm nè. Áo ống nữa nè. Ống xe S 5k nè. Lên mã xanh. 105 đó. 105 nãy chị lên cho bạn kêu 3X luôn mà. Victor nữa nè. Victor Bin nè. Em được 3 cái nha Kim Kiều Nguyễn. Bin Victor nha, 10k thôi nè. Có thôi cái này nó bị ấy rồi. Tặng đi nha, nó bị rách ở trong. Lên mã họa tiết tặng nha. Cái vằn đó là chất thun chứ không phải ren. Mà có người lấy rồi. Áo ống nè, chất thun nè, 5k lên mã vàng nè. Tặng họa tiết cho bánh rán nè. Ôi mấy chữ XL đẹp quá nè. XL nè, 20k thôi. Nó lại rách rồi nè. Ai lấy tặng đi nha, nó rách ở dưới chân. Ủa hay là cái kiểu nó vậy trời. Ơi kiểu nó vậy á. 20k. Cái kiểu nó vậy em tưởng rách. 20k này lên mã vàng của Bẹp Hạnh nè. Bẹp Hạnh có mới vô con cái hả em? S là gì? S là này hả tình yêu? S hay là cái yếm? Yếm 25, còn cái này 5k nha. Rồi lên gì nữa đây? Áo tập nè. Hồi nãy chị lên nè, 105. Đây nè, đây đây. Áo ren nè, 23X nè. 20k nè. Lên mã 2X đi. À, em có con ren nào màu đen có giống không chị? Không có giống đâu, bữa nay nó khác nhau hết trơn nè. 2X nè, ren nè. Áo ngực to nè, cái này mặc thành áo ngực được nha em, ngực 105, 110 cũng được nè. Mút liền nè. 35k thôi. Lên mã 2X đi. Còn này mặc như rớp tớp nè, mặc hai mặt luôn, sướng luôn. Mặt trong hơi dơ dơ nha, giặt được. Đó.
hai mặt luôn, hiệu luôn nè, mới tinh đó. Mặt này cũng được, mặt này cũng được nha. 2X nè, được 111 nè, 45k, hiệu xịn sò, mặc thành áo rớp tớp nè, 45 nha. Thì có áo ngực không? Không, áo ngực bữa hổm nó bị lem màu, bán cũng hết rồi. Cái này 1XL nè, su nè, 15k lên mã su. Cái này nó như áo ngực nè, size S nè, nó như áo ngực nha, size S nè, 10k lên mã đen. Còn áo ngực nâng thì không có, áo ngực tập. Rồi cái này size S, M đều vừa nha. Hay cái hiệu gì nè, hiệu anh ta gì đó, nó bị chóc hiệu rồi. 20k lên mã đen, có cài sau. Em S nè, cái này giãn giãn, đen đen. Đây, đen size XL, hiệu Dan Skin là 20k luôn. Đẹp hẳn, lấy đen có gài đúng không em ơi? Lấy cái đen gài phải không? Đen có mút không chị? Cái đen này hả? Cái đen này không có mút nha. Đẹp hẳn, lấy cái đen gài phải không em ơi? 20. Nãy chị nói nhiêu chị quên mất rồi. 20. Chắc ngực em bự quá, có ít nhiều mà em. Trời ơi, 3X nhà chị có đóng. Đây size XL nè. Mai đi đơn em nha. Ok ok. Size XL nha. Đó, to chất co giãn nè. Này 2X cũng vừa luôn, ngực 105. 20k thôi lên mã XL nè. Nè 2XL nè em, 10k lên mã xám nè. Này, kiểu mặc như áo ngực được nha. 1X, 2X gì cũng được nè. 20k lên mã mã 20 đi. Con trang này là đẹp nè. Con trang này nó đẹp nhưng mà cái dây nó giãn quá. À, đen pha trắng, đen pha trắng 10k. Cái này mút liền 10k. Thôi này giục đi. Áo còn đẹp mà dây giãn. Đây 2X nè em. Đụng ổ to nhà chị. 2X em ơi. Đây 2X nha em, mút nó làm dạng như hai lớp mút mỏng nha. Đó, 20k lên mã trắng. Ngực 101. 20, ủa Nga Lê lấy cái 20 này hả? 20 này to nha. Dạng mẫu ngực size L đó. Size XL nữa nè. Có màu đen đẹp không chị? Có. Cái ngực, cái cúp em to hay là cái ấy. Size XL nữa nè nha. 20k luôn đi. Cái cúp em to hay là cái chân ngực to? Cái cúp to có một cái đen hiệu nè, 50k nè. Cái này là nó cúp D nha, 40D. Hiệu mới tinh luôn. 40D 50k nè. Đó, nếu mà cái cúp em to là mặc nó đẹp. Còn cúp nhỏ chân ngực to thì phải mặc mấy cái loại kia nha. Đó, 50k. Màu tím nè, cúp to, cúp nhỏ gì mặc cũng được chứ. Đẹp xuất sắc luôn. 45k thôi. Trên mã tím nha. Mới tinh. Hội xe to nó mới lắm. Đen nè. Đen cúp D nữa. 36D. Hiệu Avia luôn nè, mới tinh mút liền nè, 36D nè. Mặc thành áo ngực cũng được. 45k lên mã 36D đi. Ai nói size to không có đồ đẹp, một đống đây nè, trời ơi, cái này 120 luôn cũng được. Trời ơi, cái áo này như cái mền luôn á má ơi. Cái mền 20k thôi, mua về sửa.
To ghê chưa? 130 luôn cũng được nữa. Ai nói không có xài này không có đẹp đâu. Đó, hiệu Gáp luôn, toàn hiệu không. Hiệu Gáp luôn nha. 35k luôn đi. 36D ok. 45. Đây em con hồng nè em. Hiệu Danskin 50k nè. Mút liền nè, cũng cúp D luôn nha. 50k lên mã hồng đi. Đó, làm sao mà không có áo đẹp được. Con này nó bị nó mút liền mà dạng như nó như su su mà nó hơi bị chày nè. Này 3X nè, 20k thôi. Lên mã 3X nha, hiệu Cham luôn á. Nó bị chày xíu nha. Hồng nè. Làm sao mà không có đồ đẹp 3X nhà chị một đống em ơi. Cái này không em 20k nè em. Này 1X 2X đều được nha, ngực 100 101 nè. Lên mã ren đi. Cái Gáp 35 không. Mấy chế nào mà có size to cứ là theo dõi em. 120 130 gì cũng vào la chứ. Đây 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 cái Gáp này. Gáp có mút luôn nha. Áo ngực hả? Áo ngực không có em ơi. Tại vì ở này áo tập lâu lâu nó lẫn vô áo ngực là chị xấu mình, chị buồn. Áo ngực bán đâu có được đâu. 35k nè, quá rẻ. Vuốt tóc là cái chạy. Áo ngực, chị không có áo ngực. Có áo tập mà nó lẫn vô áo ngực là chị buồn 15 phút. Ok. Rồi, 35 có đơn nhớ inbox nha mấy tình yêu ơi. À, lên ASS hả? Tiếp. Để chút lấy cái cọc sinh phẩm lên cho. Nè, cái này 2X mặc cũng được nha. Này nó đánh ở trong là mấy ít nè. Nói chung là ngực 100 101 cũng được chứ không. Co giãn có chỗ nhét mút. Không biết nó đánh sao gì. Ok rồi em. Nha, ngực 100 101 cũng được tại vì chất này co giãn nè. 20k thay lên mã đen. Màu trắng cũng vậy luôn nhưng mà nó một lớp nha, 10k. Lên mã trắng. Ôi sexy nè mấy chế ơi. 10k thôi. Lấy luôn đi chị. 10k nha, lên mã gì đây? Xe M nha. Lên mã đen đi, sexy lắm. Nè đẹp nè, hiểu hiểu này nè. Size S nè. Đẹp chưa? Đó. Mà cái này nó hơi dính dơ dơ nè, 20k thôi. Về giặt nha. Chất nó dày nó đẹp ghê luôn, 20k. 20k lên mã giặt luôn đi. Áo ren. Áo ren này nó cũng đánh 3X luôn nè. Nó đánh 3X nè. Nhưng mà ở trong nó dính màu, ở ngoài thì không sao nha. 10k luôn nè. Đó, 10k lên mã 3X nè. Đó, ai nói không đẹp đâu, này cũng đẹp nè. 25k. Không siêu phẩm. Siêu phẩm đây em, size to siêu phẩm quá trời đó. 25k thôi, 2X nè, lên mã xám đi. To đùng đùng luôn nè. Size XL nè, lên mã hồng nha. 25k. Champion size M. Em này không mút nha, size M không mút nè. 30k thôi, lên mã hồng nha. Xám 2X đó, bao nhiêu á chị? 105 vừa. Cái này đang like 105 120 đó, hiểu luôn đó. Hiểu là thấy chưa?
Nãy nói nhiêu tiền quên cha nó rồi, 25k. À, áo kiểu nè. Áo kiểu nè mấy chế ơi. Có cái nút nữa nè. Dễ thương không? Size M nha, 20k lên mã kiểu nè. Tại vì nhiều khi khách cũ á, người ta mua tạp kiếp ngán luôn rồi. Giờ lâu lâu mua áo kiểu ren ren nè. Nó còn sung sung. Size ML nha, 20k. Lên mã đen. Đây em áo kiểu nè, size S nè. Kiểu này đẹp lắm nè. Siêu phẩm nha. Siêu phẩm kiểu nha. Áo kiểu không mốt S. M nhỏ bon chen. 30k thôi. Lên mã đỏ. Hay lấy em bỏ qua siêu phẩm em bán. Sexy nè, 20k. Mới lắm. Size M lên mã đen. 2X nữa nè. 2X ngực 100, 101 nha, hiệu Dan King luôn nè, 30k. Lên mã hiệu đi. Asics, Asics. Giục đi. Size M nữa nè, hiệu Dan King nha. Size L chứ. ML bon chen có chỗ nhét mút nha, 30k. Đó. Em này tập hiệu nữa nè, mút liền nha. Size M. À, ngoài sau nó hơi bị giãn giãn nha, em sale này 15k đi. 15k lên mã mút liền, size M. Em charm nữa nè, size M nè. 20k lên mã charm. Cái này mặc thành áo ngực được không em? Size L nè. Cái cúp size L nè, mặc thành áo ngực nè, dính dính dơ dơ nè. 10k nha. Lên mã cúp. Cham xem M luôn. Cham xem M 30 lên mã cham. Có mút. Đây đây này, em áo kiểu này. Áo kiểu áo. Mấy chế có lấy một lớp không? Đẹp quá trời luôn. Hiệu cham nè. Hiệu cham size S nha. Một lớp đẹp không? 15k. Lên mã xanh lá. Em kiểu nữa nè. Kiểu này viết size gì thì chắc size M quá. Đó. Ghê chưa, ren ren nè, kiểu nè, size M. 25k đi lên mã đỏ, có quần tập như chip đùi. Không có quần đùi size size nhỏ à, quần đùi có size nhỏ nha. Size lớn không có. Để cho bạn này mấy cái size S nè. Mấy cái size S. Có vừa lòng em. Rồi em xem gì nữa không cả nhà ơi. Mấy chữ nó giòn luôn. Một bịch nó giòn. Nó giòn rồi. Mấy bịch ngọt bịch. Dồn bên kia rồi. Có ai lấy áo tập size M không? 50k có mút nha. Size M có mút 50k lên mã vàng. Size này nó đánh XS nhưng mà tầm S mặc vừa nha. Là đủ tem luôn, là 70k. 70k lên mã crop. Crop top. Hiệu Champion size S không mút màu hồng. Mới tinh. 35k lên mã hồng đi. Một em hiệu cham có mút màu tím nè. 50k và mới nha. Lên mã tím. Cái này XS nha, Under Armour nè. Loại đó có 105 không chị? Không có em ơi. Cái loại rớt tớp đó mà không có. À, này lên mã cam đi, 35k luôn này, XS nha, mút liền. S nữa nè. Xem lại mã đồ kiểu. Cái 25k màu đen hả? Size S nữa là hiệu Champion nha. Đẹp lắm. 40k nên mã xanh. Cái này là em bán vô lai này em bán rẻ, chứ vô lai kia là 560 nha.
siêu phẩm, đúng siêu phẩm, mấy cái đó nó cũng cũng xịn sò như vậy. Đỏ 25 quá rẻ. Đây em khóa nè, size S nha, mới tinh luôn, 30k lên mã xanh nè, em xem M nè, trời ơi yếm nè, đẹp không, yếm xem M đẹp quá luôn, xuất sắc nha. Rồi em này 55k sao dây nè, hiệu chữ B gì nè, 55k lên mã chữ B đi. Đây, em này cũng xem M nha, 40k lên mã dây đi, chữ B phải không Nga Lê ơi, 55 này vô la game bán 65. Nga Lê, ok chữ B của Nga Lê nha. Rồi em dây nè, hiệu này nè, đẹp lắm, 50k lên mã dây nhỏ, rất là đẹp. Ủa chữ B là nào, cái này là gì đó, này xanh đúng không, này 40 là xanh, cái này size S 2 lớp nè, size S 2 lớp nè, 30k đi, lên mã 2 lớp. Nhớ nay có đơn, nhớ ngày inbox em, ngày mai em chốt nha. Cái này có 2 mẫu, ủa quên 2 size, size nó đánh L nhưng mà tầm M thôi nha, còn size M tầm S thôi. 45k lên mã nâu tây, M hoặc là S. Đây hiệu Avia nè, màu hồng đẹp xuất sắc, 60k mới tinh nha, size S chuẩn S luôn, rất là mới, lên mã hồng S. Đây, hiệu này màu xanh nữa nè, 45k lên mã xanh. Áo rớp tớp nè, size M nha, rớp tớp đẹp, 60k lên mã crop. Tiếp tục em size M nữa nè, 60k lên mã xám. Cái này nó đánh ít S mà S vừa, nice xịn sò nha. Đó size nhỏ này sale, cái này không mút, ai quên có mút nha, size nhỏ size 60 nè, size nhỏ cái đó size M nha, có size S trên dây nhỏ đó, có size S đây, đây dây nhỏ size S nè bạn, dây nhỏ kiểu này size S nha, chất đẹp, cái kia size M, 50k chất đẹp lắm. Nai này 60 thôi nè, nó đánh ít S nhưng mà nó là size S, ngược 80 độ về, đẹp. Đây có ai lấy M này dây mà sao không, 45 nè, lên mã dây, đẹp ơi đẹp, size S không mút nè bạn, 40k nè, mới tinh luôn, 40k lên mã cam, không mút bán rẻ thôi chứ nó mới lắm. Đây này cũng S nè, 50k lên mã đen, đeo hai bên nè, hai dây hai bên nha, quá xuất sắc. Size M sọc sọc nè, mấy chế đẹp lắm, 40k lên mã sọc nè, còn em size M siêu phẩm luôn nè, size M nhỏ thôi nha, ngực 85 độ về, 60k lên mã ghi, ghi size S hiệu Uniqlo nè, của Nhật nè, 50k lên mã Nhật. Đây mút liền, size S. Rồi mấy tình yêu nào xém gì nữa báo em nha, 35k nè lên mã xám, nâu tây nè, ủa gì không phải, màu cà phê sữa, 60k
size M nha, lên mã lưới đi, lưới nè, mà sao dây nè, mới lắm. Nike nữa nè, Nike ML nha, Nike ML 01 nè, 50 luôn nè, lên mã Nike. À Victor nè, siêu phẩm to là mấy cái nãy lên rồi á, lưới nha, lên 68 đó, size M nhỏ, ngực 85 đổ về thôi. Cái siêu phẩm nãy giờ lên to cho bạn rồi, toàn là hiệu không còn gì nữa. Champion rồi Gap rồi đó, hiệu không à, mà còn không ưng nữa, ở đâu mà ra siêu phẩm to vậy, chắc tôi chết. To mà nó nhiều siêu phẩm là tôi đi tự giận. Victor size L mà tầm form M cũng vừa nha, đẹp lắm luôn, mà nó không mút, nó hai lớp nha, 70k thôi. Xả nhanh nè, lên mã Vic nha, nó rẻ còn hơn là hàng không thương hiệu. Đây S nè, 35k lên mã xanh đen, siêu phẩm mà nó nhiều, hồi size to là em đi bụi đó, em đi theo mấy chế size to luôn đó, bán đâu có được đâu, toàn là bán rẻ. Nè, size L nha, đẹp quá, 45k lên mã tím nè, M lớn bon chen nha, L nhỏ thôi. Đây S nè, yếm nè, 50k yếm nha, lên mã cái này hiệu hết nè, lên mã xám. S nè, 40k nè, lên mã sọc. S ẹp S nay hiệu nè, trời ơi xuất sắc chưa. Đây, hiệu size S, cái này không mút nha, 80k lên mã nay, cái ngày mai em bán là 90 nha. Rồi mấy chị lấy gì nữa mấy chị báo em đi, mấy chị báo cho em, Victor rồi Victor nè, trời ơi đẹp quá. Biết có chị nào không, 120 con Victor, biết khách dặn có lấy không. Rồi gì không quý vị, like mấy cái thường thường tiếp nha, thường chấm chấm đi mấy chế ơi nè, lưới nè, phía sau lưng nè, không mút size M nha, cái này như rớp tớp luôn, 25k lên mã bi. À, nay trắng size đó là size S, nay trắng đó là size S đâu rồi, size S em ơi, S này S lớn ngực 83 thôi. Tên của ai nha, Lê dính vô đây nè, XL to đùng đùng nè, 10k luôn. Bi đó xem M nha, bi nhiêu tiền quên rồi, bi 25 xem M không mút. Đây 10k nè, 2x nè, lên mã 2x đi. Nay bể tem, nay bể tem CS nè, 20k. À, hai lớp chị, hai lớp mà không có mút thôi. Đây hiệu Cham cũng hai lớp không mút, size S nè, Cham luôn, 30 lên mã Cham. Một em S dễ thương nữa đây, dễ thương không đó, 25k luôn nè, lên mã dây đi. Ok chị 25, nó ngoài sao nó lưới á, mình về mình cắt mình nhét mút cũng được, bán rẻ, bèo bé bèo, bèo bé bèo bèo bèo. Cái này có mút, cái này nó giống như là cái gì á, nhưng mà cái viền nó nhìn nó làm sao sao mờ mờ không đẹp, cái viền nó hơi bị ố ố nè. Em sale 10k nha, size S nè, hiệu gì nè, lên mã 10 đi. Nè áo ngực nè, 2x nè bạn, áo ngực này không, 10k nè, lên mã ngực đi, 2x nè, to
Sexy CS 10k. Hiệu Cham nè. Hiệu Cham tao đùng thấy không? Size M nha, không mút nè. 25k. Lên mã trắng. Rồi tiếp tục áo ngực nữa nè. Áo ngực này size 2X nè. 20k nè. Ngực 100, 101 cũng được nha. Chất này rất là êm. 20k lên mã 20. Này, quăng đi. Mấy chế lấy gì nữa, báo em đi mấy chế ơi, mấy chế à. Đây 2X nữa nè mấy chế. 2X nha, size to nè. Lên mã xám thì 20 luôn. Ren này cũng đẹp nè, size M nè. 20k. Size S nè, sexy. Có mút không? Có mút luôn nha, S sexy có mút nè. Rồi đẹp quá, 25k thôi. Lên mã dây cam. Chón ván luôn, đẹp quá đẹp. Còn là hiệu không mà nó chất cô tông nhiều quá. Chất cô tông thân thiện với da người. Rồi mấy chế lấy gì thêm nữa không? Nè nè. Hiệu Cham nè, cái này có cái cung nè. Đen 20. Đen 20 là cái ren này hả chị? Chị ơi. Cái ren sexy này đúng không chị? Đúng, ok em nha. Em đọc hồi là em hết biết đường. Nè 2X nè, mặc thành áo ngực được nè bạn. Nó dày hai lớp mà giống như là mút mỏng mỏng vậy đó. Đó. 20k thôi tại nó dơ dơ nha. Cứ như nó là hiệu luôn đó. 20k. Lên mã hiệu đi. Hiệu hiệu hiu. Xe to không là em mệt nổi luôn á mấy chế ơi, em phun ra xe to như đó là em là muốn xỉu lên xỉu xuống rồi đấy. Xe M kiểu sexy nè. Đó. Xe M sexy lên mã hồng. Này 25k. Ok, 20 dính dơ dơ một xíu. Hiệu nè, Champion. 20. Này 20 luôn đi nha, về quấn quấn cái dây nè. Có mút nè, lên mã hồng nha, 20 luôn. Dây này nó sao vậy? Nói chung là nói gì đi. Ngực 10k. Ngực 10k nè. Nó là mút nè. Nói chung là nó hiệu không, nhưng mà nó là làm mút mỏng, không có nâng, không có cung. Nó màu da, mặt rất êm. Rồi, mấy tình yêu xem gì nữa. Vì like siêu phẩm mà nó vô đây, cái nó lẫn vô. Khó chứ. Nãy có cái này chưa? Này 2X nè, Champion siêu phẩm nè. Ôi 2X nè, ngực 100, 101. Có mấy mắc cài phía sau nè. Nhiêu 45k thôi. Đó, 45k lên mã cam. Hiểu đấy. Siêu nhân phẩm đấy. Rồi ai xem gì nữa báo cho em nha. Ôi cái con size S nè. Kiếm em con nai trắng mà có viền đen hả? Trắng có viền đen. Không biết nữa, chiếc này về nai quá trời luôn. Nai xanh lá. Mấy con là bị bể tem mà còn mấy con đẹp. Màu xanh lá đang hot. Dạo quang. Đúng xịn luôn, 45 ok.
đòi hiệu nè, nai quá trời đẹp luôn nè. Size nó đánh XS nhưng mà tầm S nè, có mút nè. Hồi sale có 60k. Quá xuất sắc thì không lấy. 60k vô một cái line Owen, cái line siêu phẩm này nó lên 90k. Quá đẹp. Còn ai lấy gì nữa không? Ai muốn xem gì nữa không? À, mấy chị to to có lấy áo su không? Áo su to nè, 20k. Lên mã su nè, mặt mát mát nè. Su hiệu luôn á. Có một con su hiệu cài nút nữa. Su hiệu ren cài sau luôn nè. Nó hiệu đó. 2X nè, đánh mấy X. Này size to đó, nói chung là size to đó. Đó. Lấy con cài sau hay con kia? Lát nhét mút vô. Đẹp lắm. Hiệu. Lấy con này đi, đẹp hơn cái con ấy, đẹp hơn cái con kia. Lấy hai con luôn. Su nữa nè. Su này cũng hiệu luôn mà này size 1X thôi. 1X, 2X, 3X. Còn cái gì nữa không mà không với đi sầu. Hồi nãy em lên con này chưa trời. Ôi quần hiệu đang skin quần ống suông nè, size to nè, eo 110 gì nè, bạn ấy nè, có lấy này không ta? Đẹp quá. Quần này quần dạng như ống suông suông chứ không có bó nhiều nha, hiểu luôn nè, 50k nè, quá rẻ. Cái mã suông đi, thấy chưa, nhiều khi không có kiếm nó lại nó không ra, không kiếm thì nó xuất hiện. Lên em quần size S màu sáng đi chị, không có em ơi. Không có ấy, quần đây size S là màu tối không à. Like riêng lẻ thấy không? Có đâu có chốt được gì đâu. Còn vô cái like siêu phẩm thì nhiều người coi, nhiều người chốt nó khỏe. Đó, nay hiệu nè, tôi để siêu phẩm tôi bán. Mai một đống nè. Nay hiểu. Con The Armor Champion là quá rẻ luôn. Mà con quần ép. Không, không, chị không có lên quần nữa. Bây giờ chị xuống like rồi, đâu có like lẻ. Đấy. Đấy thì ngày mai coi. Đi chị lên cả đống áo em có lấy được cái gì đâu. Hôm nay gặp xe to nên có đi được chốt. Trời ơi, xe to một đống. Khui hàng này xe to dữ lắm. Có hàng Hồng Kông thì cũng có xe to. Hàng Mỹ này á, kiếm xe nhỏ hơi có. Nè thấy chưa, hồi cái nó sót cái siêu phẩm ra bên đây. Gì nữa không? Tâm sự loài chim biển. Siêu với lại phẩm. Nè, size to nữa nè. Hiệu đang skin nè. Nói gì size to bao la. Nè, nó dính dơ ở đây xíu nè, 30k nè. Hàng si, hàng si á, tập đồ tập si nha, 30k nè, 30k. Rồi ai xem gì nữa báo em. À cái này mặc như áo ngực nè, cô tông nè, bạn lấy không, 10k thôi. Size to nè. Vừa đang like size bự mà, 10k nè, nhỉnh mút không nè. Cái ngon lành cành đào rồi, thấy không. Size to bán kiểu này mà khui gặp size to không mà chết luôn.
chết dở. Lên mã mã 10 đi nha. Còn kia là nhiêu quên rồi. Size M ngày mai xem nha. Ok, lấy cái 30 với cái 10 nha. Được không? Lấy cái 30 với cái 10 đi. Nãy nói nhiêu quên cha nữa. À, lấy 10 ha. Ok nè. Cái mút không đẹp chưa? Chị ơi, size M đi chị hả? M mai em ơi, giờ này chị xuống like. Này 10k. Tại vì mấy bạn này có đơn rồi, lấy gì thêm thì like riêng riêng lẻ lẻ được. Chứ không thôi là like lộn xộn. Chứ không có like riêng sai. Mới có mấy giờ? Mai có mấy giờ chị like hả? Để coi chị vui thêm nữa. Vui chưa hết. Rồi không biết nữa. Định sáng sớm mà không biết hay kịp không. Chắc chưa trưa quá. Không, bữa nay Vân Vân không có lấy ren hả em? Vẻ đẹp quá trời nè. Hôm qua em có cái áo gì chị quên mất tiêu, áo màu đen hả? Có một cái màu đen không có tên kìa. Chả nhớ nữa. Ren này nãy ngoài trước người ta đẹp quá trời luôn. Màu da nè. Em bị hụt mấy con. Em mặc size S không? Size S. Ren đen à. À đúng rồi. Ừ đúng rồi, ren đen cái sexy cổ chữ V đúng không? Rồi. Có một con đó rồi, mấy con kia chị không tài nào chị kiếm được luôn. Còn gì nữa hả? Size to chị đâu có gì đâu. À siêu phẩm có con Victor kìa mà không biết nó cỡ nào ạ. À. Victor nhỏ. Victor xịn nè. Ok ok, bởi chị nhớ chỗ em gì. Chị để riêng rồi mà chị quên nhắn tin. 36D. Trời ơi mắt hết trường. 38D nè. 38D nha, cúp D nha. Ngược tầm 100-101 cũng được á. Hiệu Victor xịn sò nha. Đó 50k thôi. Mặc vô thử. Cái này chân ngực nhỏ mà cái cúp to nha. Đó, chân ngực này tầm 90, ngực 105. Chân ngực này chắc hơn 90-95. Ngực 95. Ông quên, chân ngực 95, ngực 105. Biết no này vô cái size ML á là biết nhiêu tiền không? 100 mấy. Size này là có 50.000. Mà cô gặp size này không là chắc chi chết. Này mình độn vô mấy trái cam cho mấy. Sexy đẹp ha. Ủa à, cái gì ta? Hạnh Như, Hạnh Như có đó không em? Hạnh Như ơi, hốt con này đi có 50k nè. Cùng size nè. To. Siêu phẩm đó. Victoria Sport. Rồi còn gì nữa không mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Ren là em không có lấy đúng không? Ren. Ống. Ống rẻ bèo có 5k.
chế xem gì. Thì báo ngày mai em chốt. Chốt đơn. Lấy 50 ha, đẹp. Ôi, xuất sắc, em lên em sợt là 1 triệu mấy một cái áo này á. Triệu mấy cái áo. 50. Ok, nhớ nhắn tin nha. Nhắn tin. Ôi áo siêu phẩm đẹp nè. Màu xanh lá size ML. Không mút nè. Size M không mút, ML không mút xanh lá nè, ai hốt luôn không? 30k. Ôi đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp. Trời ơi, em mua đi rồi em giới thiệu ai mà díu bự tới cho chị. Sexy nè, ngực này chắc 100 quá. 100, 101 gì nè. Đó, 30k. Không mút nha. Áo ren mà còn thấy nó to. To đùng thấy không? Ren mà có mấy chế to vịt vã. Ờ, S hả? S giờ chị dẹp hết rồi em ơi. Giờ chị đang dẹp nè. Coi lại cái con ấy hôm qua em hỏi không? Ôi áo yếm gì nè. Yếm dính dơ xíu nè, xem mờ nè. Dính dơ xíu xem mờ dày dặt. Ai còn xem mờ hốt con yếm gì đi, đẹp quá. Dính dơ bụi xíu về giặt. Tẩy đồ vô. Đẹp không? Có mút đàng hoàng nha. 25k. 25k lên mã yếm nè. Ai còn xem mờ hốt hôm nay đẹp quá. À, nhiều rồi ha, đúng rồi. Trời ơi, lâu lâu mới có thấy được size của em hốt đi. Trời ơi, đừng ngại ngùng. Bình thường đó, người ta hàng ấy làm gì mà có cái size này. Hàng Quảng Châu, hàng Việt Nam không có cái size này đâu. Có hàng mấy bà Mỹ, bà bự nè, châu Âu á. Mới có xài to. Đây con SSC nè em. Đẹp không? Vô bán cho 10k. Anh Thi 10k nè, không mút nha. Chất vô tông. SSC đẹp lắm á. Chủ yếu là về mình cắt mình nhét mút vô thôi. Chứ mấy cái đó là nó đẹp. Đây nữa nè. Size S nè, hoa là 25k. Hoa. Có yếm đấy vòng ngực 84 vừa không chị vừa nha. Mà mới con cái sao mà chốt. Cái này đẹp nè, 25k nè, còn 84 đang 84 nè. 84, 85 rồi, còn có đẹp ghê, sexy, dễ sợ luôn. Ngực đang 85 nè. Suy dễ sợ. Không có khoác rồi em yêu ơi. Ê xe S nè anh Thi. Trời ơi con sexy nè. Đẹp ghê chưa, 25k. Đó. Để siêu phẩm bán được luôn. Tại vì bán cho nó bớt.
có đơn nhớ inbox nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, có gì theo dõi cái bay nha. Hàng lên đều đều 2x 3x nè, gọi nó to. Mà em nói không có siêu phẩm, quá buồn. Em trắng này hả, 25k bị dơ nha, size M à. Size M nha em. Nhật chị đang 85 là bị dơ nha. Bị dơ bị gì đó. Bị khó gì vậy? Độ ngực em không sẽ lấy đá chỉ là sao? Cái này nó có mút mà. Nè. Xám nào em? Xám nào? Đen hả? Xám này nhỏ. Đây sẽ mờ thôi. Sẽ mờ. Mờ mờ. Rồi là bye bye cả nhà nha. Bấm theo dõi fanpage đi. Có nhiều áo đẹp độc lạ. Mà không biết giờ kiếm ai để mà sửa. Đây cái áo S đẹp nè. 25k. Không biết kiếm ai mà sửa cái tên fanpage đó nữa. Tại hồi đó bán đụng nít. Giờ sửa nó không cho, không biết. Dung Nguyễn áo yếm sexy nè. Mờ nè. Dính dơ nè em, 25k. Hốt đi đừng ngại ngùng. Tại sợ bỏ vô đây cái nó lẫn uổng. Con nó đẹp. Dính dơ về giặt. Dính ha. Nói chung nó ra khoảng 70-80%. Nó không ra hết đâu. Không áo đẹp để về có động lực tập thể dục giảm cân đó em coi 2x nè. Quá trời luôn, nó không có động lực thể dục thể thao giảm cân tiếp tục mua tiếp. Rồi gì bye bye cả nhà nha. Cái mạng nó làm sao? 2x 35k. Cái chân ngực này dài em ơi. Cái chân ngực này dài luôn nè. Mặt đỡ. Nó thôi con này nó không mút. Bán em 25 đi. Lấy luôn đi. Cái này em muốn lộn mặt bề đen cũng được luôn. Đó nó mặc hai mặt. Tại nó không mút á. Cũng mặc bề đen được, mặc bề trắng cũng được. 25k thôi. To quá. To không có khách to. Bé bé size L, XL. Nè mấy chế nào sexy size ML nè. Trời ơi có 20k con beo đẹp ghê không. Nó không mút. Sexy. Ok ha, 25. Đèo với beo lâu lâu lấy được lần lấy nhiều nhiều đi. Tiền ship cũng nhiều đó. Siêu phẩm 2x nữa. Này mà không
phải siêu phẩm nữa là thôi luôn. Mặt hai mặt luôn ghê chưa, 45 nè, 45k. Mặt mặt nào mà xuất sắc. Ôi, mấy chế nè, sexy hốt em này nè, đẹp quá trời luôn, 20k. Sexy một lớp 20k, trời ơi. SM đều vừa. Để vô đây cái dạng nó không, xong like xong là bắt đầu chất rồi là không có đụng tới nữa. Cái bữa sau like cái khác, có nhiều cái nó đẹp lắm, khách kêu lấy lại đâu có lấy được đâu. Môi ra không, không có mút em ơi, cái hai mặt nó không có mút, nó mặt hai mặt nó đâu có chịu nhét mút. Siêu phẩm xịn sò, con bà sò, bà sò sò con. Chị bỏ mấy cái gì bên đó, cái này là ren với lại áo ống để riêng á, nó ít ít để riêng cái áo tập, áo ren áo ống. À, có size 32 áo ngực hả, áo ren hả, size S nãy giờ hình như khách lấy cũng mua hết, có F 21 nè, 20 25k. Nhà còn hai con này, con này hiệu binh nè, binh này size S, binh này size S nè, đẹp chưa, hiệu binh luôn nha, 25k. F 21 nữa nè, mỏng te te. Ôi, con F 21 dính màu rồi, màu rồi, đẹp quá. Nó ép kiện nào là lem màu, trời ơi. Con này đi em, đúng không, 30k. Con máy là chị để qua siêu phẩm đó, mới tinh lạ nữa, không có mút, đẹp độc lạ, đẹp độc lạ. Mai gửi hàng, ok. Trần Nguyễn Linh, bye bye thiệt nè.